Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Ngọc Lan, Thanh Bình hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo ở Mỹ. Sau chuyến bay dài khá vất vả, đôi vợ chồng thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ 2 tuần ở xứ cờ hoa. Ngọc Lan, Thanh Bình lên đường đi Mỹ từ ngày 30 tháng 8. Họ gọi đây là tuần trăng mật, dù chỉ mới làm đám hỏi chưa tổ chức hôn lễ. Trong chuyến bay đi Mỹ, đôi vợ chồng hội ngộ đồng nghiệp Lương Thế Thành và Tường Vi. Trải qua hơn 20 tiếng ngồi 4 chặng bay dài từ Việt Nam đến Đài Loan, San Francisco, Dallas và New Orleans, Thanh Bình khá mệt, vẫn nhận phần đẩy xe hành lý nặng cho vợ nghỉ ngơi. Do nhắn sai giờ cho mọi người nhà đến đón, nên cặp đôi phải chờ đợi khá lâu ở sân bay. Ngọc Lan ngủ gục trên túi hành lý. Chuyến đi dài khiến nữ diễn viên mất ngủ, mắt thâm quầng, nhưng hào hứng vì đã đặt chân đến nước Mỹ sau hơn 30 tiếng di chuyển và chờ đợi ở sân bay. Kiều nữ rạng rỡ chụp ảnh cùng ông xã Thanh Bình, rồi tranh thủ nạp năng lượng vì quá đói. Họ đến thăm người thân của Thanh Bình và được cho mượn một căn nhà xinh xắn để ở trong thời gian ở Mỹ. Đôi vợ chồng nhí nhảnh bên vợ chồng người cậu của Thanh Bình. Cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau đi dạo, ngắm cảnh thiên nhiên trong lành ở xứ cờ hoa. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.